Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh hôm nay thứ ba, ngày 12 tháng 7 năm 2022. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Kết thúc hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ 9, sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình 6 tháng cuối năm 2022. Càng Long tổ chức hội thảo đánh giá hiệu quả mô hình trồng dưa lưới trên giá thể trong nhà màng. Chuyên đề nghe người dân nói, ghi nhận nhiều ý kiến của người dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh phản ánh tình trạng gặp khó khăn trong việc vươn khơi bám biển bởi chi phí nhiên liệu tăng cao, trong khi giá hải sản vẫn không tăng, nhiều tàu phải nằm bờ vì lỗ vốn nếu ra khơi đánh bắt hải sản. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, qua 2 ngày làm việc, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ 9 để sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 đã bế mạc vào chiều nay 12 tháng 7. Chủ trì phiên bế mạc có đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, đặc biệt là những khó khăn vướng mắc bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện và nguyên nhân. Từ đó đề xuất những giải pháp để lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết năm 2022 của tỉnh ủy. Nhiều ý kiến đề xuất giải pháp tiếp tục khai thác có hiệu quả điều kiện, tiềm năng phát triển kinh tế của tỉnh. Tăng cường các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn, bù đắp sự sụt giảm giá trị sản xuất điện, khắc phục tăng trưởng GRDP còn âm. Các ý kiến đề nghị tiếp tục chủ động tích cực hỗ trợ huyện Cầu Ngang và huyện Dương Hải hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới và khẩn trương hoàn thành quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và khắc phục ngay tình trạng thiếu thuốc điều trị tại một số cơ sở y tế. Về công tác xây dựng đảng, nhiều ý kiến đề nghị nâng cao trách nhiệm của cấp ủy chính quyền và người đứng đầu trong công tác cụ thể hóa văn bản, đề ra những giải pháp phù hợp thực tế, khả thi để tổ chức triển khai có hiệu quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng và tăng cường phòng chống tham nhũng tiêu cực. Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường cho rằng, trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục phục hồi và phát triển, dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, đẩy lùi và các chỉ tiêu nhiệm vụ trên các lĩnh vực cơ bản đạt. Tăng trưởng kinh tế quý 2 tăng 0,36%, chấm dứt tình trạng tăng trưởng âm liên tục trong 3 quý. Đến nay, nâng 6 tháng thì khu vực 1 tăng được 6,77%, khu vực 3 tăng là 3,31%. Tính chung 6 tháng đầu năm thì vẫn còn tăng trưởng âm là 2,37%. Chủ yếu là do cái sản lượng điện quy động rất là thấp. Thứ hai là sản xuất nông nghiệp thì được tập trung chỉ đạo sản lượng các sản phẩm chủ yếu như lúa, mía, thủy sản đều tăng trên 7%. Tổng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản này ước đạt 12.154 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Thứ ba là đã tập trung chuyển đổi 1.866 hectare đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác và nuôi trồng thủy sản. Thứ tư là cái công tác thủy lợi nội đồng thì cũng đạt được cái kế hoạch đề ra. Xây dựng nông thôn mới thì đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chúng ta cũng đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Châu Thành là đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉnh cũng đã công nhận thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 6 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Thứ năm là cái công nghiệp chế biến, chế tạo phục hồi thì cũng đã tăng được 3,2%. Một số sản phẩm công nghiệp chế biến chế tạo thì tăng khá như là giày thành phẩm tăng gấp đôi cùng kỳ, túi xách các loại thì tăng 59,8%. Thứ sáu là tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thì đạt 57,4% kế hoạch, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện tử thì cũng được quan tâm, thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ kết nối giao thương, giới thiệu sản phẩm. Đặc biệt là tỉnh ủy, ủy ban tỉnh đã tập trung chỉ đạo hỗ trợ và phát triển cái sản phẩm OCOP, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa. Gần đây thì đã có nhiều cái chuyển biến khởi sắc.
Cái thứ bảy là đã ký ghi nhớ hợp đồng đầu tư với 14 doanh nghiệp thực hiện trên 20 dự án, thu hút được 4 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 13.617 tỷ đồng. Số vốn cao hơn là 3.334 tỷ đồng so với cùng kỳ. Cái phát triển mới được 203 doanh nghiệp, tăng là 31 doanh nghiệp so với cùng kỳ. Thành lập mới 6 hợp tác xã, toàn tỉnh hiện nay có 1 liên hiệp hợp tác xã và 177 hợp tác xã. Cái thứ 8 là cái tổng thu ngân sách thì đạt 7.431 tỷ đồng, đạt 71,79% dự toán. Thu nội địa đạt 3.085 tỷ đồng, đạt 59,5% dự toán, tăng 0,5% so với cùng kỳ. Có 13 trên 18 cái khoản thu đạt trên 50% dự toán, và còn 5 cái khoản thu thì cũng đạt khá. Vấn đề thứ 9 là cái giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản đến ngày 26 tháng 6 2022 thì đạt 30,4% kế hoạch, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Một số công trình lớn đã hoàn thành đưa vào sử dụng như bệnh viện 700 giường, rồi cái trạm bơm điện trên kênh 3 tháng 2. Cái nổi bật đạt được thứ 10 đó là thực hiện tốt các mặt công tác trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo, văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội, lao động, việc làm. Thì tập trung lãnh chỉ đạo các cái giải pháp phòng chống dịch Covid quyết liệt, tích cực công tác tiêm phòng vaccine. Đến nay thì cái tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát, đẩy lùi. Bí thư tỉnh ủy cho rằng, bên cạnh kết quả đạt được, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Dịch bệnh COVID-19 ở thời điểm quý 1 còn tác động bất lợi đến nhiều ngành lĩnh vực. Tình hình dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi vẫn còn xảy ra. Dịch bệnh trên tôm nuôi có phát sinh. Giá một số sản phẩm nông nghiệp không ổn định. Giá vật tư nông nghiệp, xăng dầu tăng đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm giảm 2,37%. Tổng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản tăng so với cùng kỳ nhưng đạt thấp so với kế hoạch. Xây dựng nông thôn mới nâng cao một số nơi chậm. Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức phát triển sản phẩm OCOP. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt thấp so với kế hoạch, giảm sâu so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế công nghiệp chưa đảm bảo cho sự phát triển bền vững, phụ thuộc nhiều vào ngành sản xuất điện. Môi trường đầu tư kinh doanh chưa tốt và là hạn chế lớn cần khắc phục ngay. Công tác hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư doanh nghiệp chưa đến nơi đến chốn. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giảm thứ hạng và phát triển doanh nghiệp chưa đạt kế hoạch. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội nổi lên một số vấn đề, tình trạng thiếu cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa khắc phục triệt để. Nội dung hình thức tuyên truyền, vận động đoàn viên hội viên và nhân dân từng lúc từng nơi chưa hiệu quả. Công tác kiểm tra giám sát có mặt còn chậm và tình trạng phạm pháp hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, tình hình khiếu nại tố cáo của công dân ngày càng phức tạp hơn. Trong 6 tháng cuối năm 2022, ngoài những nội dung đã được xác định trong chương trình công tác của tỉnh ủy, thì tôi đề nghị tập trung vào một số việc như thế này. Thứ nhất là tiếp tục quán triệt, nhất quán, xuyên suốt phương châm hành động của tỉnh ủy, đoàn kết kỷ cương, hành động sáng tạo, đột phá phát triển. Các cấp ủy, chính quyền nhanh chóng rà soát quá trình thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương pháp thực hiện, đảm bảo đạt chỉ tiêu năm 2022 đề ra. Thứ hai là triển khai thực hiện tốt nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bào bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cho năm 2023. Thứ ba là nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ sau đại hội, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra, giám sát việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, việc thực hiện quy chế của cấp ủy, tập trung phân công, bố trí cán bộ hợp lý nhằm thúc đẩy mỗi ngành, địa phương hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình gắn với luân chuyển quy hoạch cán bộ. Thứ tư
đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương kể cả trong hệ thống chính trị và ngoài xã hội, xây dựng xã hội lành mạnh, bình đẳng. Thứ năm, tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, lãnh đạo tổ chức thành công đại hội các đoàn thể theo kế hoạch, nhân rộng những mô hình, điển hình học tập làm theo Bác, mô hình nhân vận khéo để lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Thứ sáu, tập trung khắc phục khó khăn để phát triển công nghiệp, xây dựng, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, dịch vụ để bù đắp chỉ số công nghiệp giảm sút do sản lượng điện sụt giảm. Phấn đấu cuối năm 2022 tăng trưởng dương. Thứ bảy, tập trung quyết liệt xây dựng nông thôn mới, nhất là huyện Cầu Ngang, Duyên Hải phải sớm hoàn thành và được công nhận nông thôn mới vào cuối năm 2022. Quan tâm phát triển kinh tế hợp tác, xây dựng chuỗi giá trị sản xuất hiệu quả giá trị cao, tiếp tục tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi sản xuất ngành nông nghiệp, phải nghiên cứu mở ra hướng đi mới cho nền nông nghiệp của tỉnh, tập trung xây dựng phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế cao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đưa nông nghiệp của tỉnh nhà phát triển theo hướng nông nghiệp giá trị cao, phải đẩy mạnh thu hút đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp, tập trung cải cách thủ tục hành chính, nhất là trên lĩnh vực đầu tư kinh doanh theo hướng mở, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhân dân sản xuất kinh doanh, nghiêm cấm việc đặt ra những yêu cầu, những đòi hỏi không phù hợp thực tiễn, tự trói buộc làm giảm năng lực cạnh tranh và cơ hội sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, chủ động nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư. 9. Tập trung công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ nhân dân, doanh nghiệp tham gia phát triển thương mại điện tử gắn với phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm hàng hóa, tăng cường công tác quản lý thị trường, nhất là thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp. 10. Quản lý tốt tài nguyên và môi trường, sử dụng hiệu quả đất đai, nhất là đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển, chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc để sớm đưa các dự án xử lý rác thải đi vào hoạt động, khẩn trương hoàn thành quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, gắn với hoàn chỉnh kế hoạch sử dụng đất 5 năm thời kỳ 2021-2025. 11. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giải ngân vốn xây dựng cơ bản, trong đó hết sức tập trung giải ngân vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia, phải kịp thời tháo gỡ cái khó khăn vướng mắc trong thực hiện các cái dự án, chủ động cắt vốn, điều chuyển vốn, xử lý trách nhiệm việc để dự án chậm trễ, chủ động chuẩn bị kế hoạch cho năm 2023, tập trung chuẩn bị để triển khai các cái dự án được Trung ương có chủ trương đầu tư như cầu Đại Ngãi, rồi đường hành lang ven biển, tập trung các công trình dự án đã được thường trực tỉnh ủy kết luận cho chủ trương thực hiện, nhất là các cái công trình xây dựng hạ tầng các cái khu cụm công nghiệp, rồi các cái công trình có tính đột phá. Bí thư tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng trong tỉnh thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, sớm triển khai đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo còn quá nhiều khó khăn về nhà ở, thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Bên cạnh cần tăng cường đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng, ngăn chặn vô hiệu hóa những thông tin có nội dung xấu độc trên internet. Bí thư tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, công tác điều tra xét xử án, thi hành án, tập trung xử lý các vụ việc phức tạp kéo dài. Sáng nay ngày 12 tháng 7, Sở Lao động Thương binh và Xã hội kết hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển SHB tổ chức trao visa và tiếp nhận học viên du học cao đẳng nghề tại Cộng hòa Liên bang Đức.
Tại đây, Sở Lao động Thương binh và Xã hội kết hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Trà Vinh và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển SHB đã trao visa cho nhiều học sinh là con em Trà Vinh sau thời gian học tiếng Đức tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nhận visa, các học sinh này sẽ có đủ điều kiện đến Cộng hòa Liên bang Đức tham gia chương trình học cao đẳng nghề. Đây là một cái chương trình hỗ trợ của chính phủ Đức dành cho các bạn trẻ Việt Nam để mà đáp ứng được hai cái phương diện. Một là hỗ trợ để đào tạo, nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực trẻ cho Việt Nam. Và cái ý nghĩa thứ hai đó là đáp ứng cái cung ứng cái lực lượng lao động trẻ này cho thị trường lao động Đức đang bị thiếu hụt rất là trầm trọng. Và các bạn tham gia chương trình này sẽ được miễn học phí hoàn toàn trong thời gian học ở Đức, có được nhận trợ cấp lương đủ để chi trả những cái khoản chi phí sinh hoạt cá nhân mà gia đình không phải lo thêm. Và sau đó là các bạn sẽ tốt nghiệp và nhận được một cái bằng cao đẳng nghề được có giá trị quốc tế, được công nhận và được có thể làm việc ở bất cứ một quốc gia nào trên thế giới, đặc biệt là Đức và Việt Nam. Và đó là một cái chương trình đào tạo chất lượng cao và đảm bảo cho các bạn có một cái công việc tốt, có một cái tương lai tươi sáng trong thời gian tới. Để giúp cho học sinh có điều kiện thuận lợi hơn khi du học tại Đức, tại đây các em còn được tư vấn về chính sách gia vốn ưu đãi cho gia đình có con em tham gia chương trình du học tại Đức. Đặc biệt là đối với học sinh vừa thi xong tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ được hướng dẫn đăng ký nộp hồ sơ và học phí để tham gia lớp đào tạo tiếng Đức được khai giảng vào ngày 23 tháng 7 tới tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm giúp các em có đủ điều kiện khi tham gia du học tại Cộng hòa Liên bang Đức. Ngày 11 tháng 7, tại Tiểu Cần, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế Trà Vinh tổ chức lớp tập huấn về công tác tư vấn quản lý và theo dõi chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho nhân viên y tế và tình nguyện viên ấp khóm năm 2022. Tham dự buổi tập huấn, trên 100 nhân viên y tế tình nguyện viên trong hội người cao tuổi và đội ngũ cộng tác viên dân số của các ấp khóm trên địa bàn huyện Tiểu Cần được thông tin về tình hình người cao tuổi hiện nay. Các tổ chức hoạt động của các câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giới thiệu một số mô hình chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng, cách phòng tránh và điều trị một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi, các phương pháp công tác xã hội của tình nguyện viên trong hoạt động chăm sóc người cao tuổi, cách quản lý theo dõi và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Thông qua buổi tập huấn nhằm giúp đội ngũ nhân viên y tế, cộng tác viên dân số, tình nguyện viên trong hội người cao tuổi nắm vững các kiến thức hoạt động của người cao tuổi, tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng tại địa phương, góp phần giải quyết những thách thức về già hóa dân số giai đoạn hiện nay, nâng cao nhận thức của cá nhân, gia đình và xã hội trong việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại cộng đồng. Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, bà Tăng Thị Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Trà Cú, vừa đến thăm tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thiệt, 95 tuổi, đang sống tại khóm 3 thị trấn Trà Cú. Phát biểu tại nơi đến thăm, bà Tăng Thị Thắm đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, chúc mẹ sống vui sống khỏe cùng con cháu. Đồng thời khẳng định, thế hệ hôm nay và mai sau sẽ luôn ghi nhớ tri ân đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, độc lập tự do cho Tổ quốc. Trong đó có sự đóng góp hy sinh mất mát của mẹ. Dịp này, bà Tăng Thị Thắm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Trà Cú đã trao cho mẹ số tiền 5 triệu đồng do Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn VinGroup hỗ trợ. Cũng trong ngày, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện kết hợp với các xã Thanh Sơn, Lưu Nghiệp Anh, Tạp Sơn, An Quảng Hữu và Phước Hưng tổ chức đoàn đến thăm tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng đang còn sống trên địa bàn. Được biết, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, huyện Trà Cú có 9 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn VinGroup tặng quà với tổng số tiền 45 triệu đồng. Ông Dương Hùng Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè cùng với thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện vừa đến thăm động viên các hộ dân bị thiệt hại nhà ở do ảnh hưởng của mưa lớn kèm theo lốc xoáy gây ra trên địa bàn huyện. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Cầu Kè, vào khoảng 14 giờ 45 phút ngày 10 tháng 7, trên địa bàn huyện xuất hiện mưa dông kèm theo lốc xoáy đã làm sập hoàn toàn một nhà kho và làm tốc mái 7 căn nhà dân ở các xã Thông Quà, Tam Ngãi, Châu Điền và Phong Phú. Ngoài ra còn gãy hai trụ điện cao thế, nhiều cây xanh ven đường đổ ngã gây cản trở giao thông và một số diện tích hoa màu của người dân bị hư hỏng. Ước tính tổng thiệt hại gần 150 triệu đồng. Tại các nơi đến thăm, ông Dương Hùng Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Cầu Kè đã ân cần thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại do lốc xoáy sớm khắc phục hậu quả để ổn định cuộc sống. Đồng thời cũng mong muốn người dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái để cùng nhau vượt qua khó khăn. Trước những thiệt hại do lốc xoáy gây ra, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, các ngành chức năng của huyện có liên quan và chính quyền địa phương cần khẩn trương tập trung ưu tiên mọi nguồn lực trong khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống nhân dân.
tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại nặng. Nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả trong sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm nông nghiệp, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh, vừa phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Càng Long, tổ chức hội thảo đánh giá hiệu quả mô hình trồng dưa lưới trên giá thể trong nhà màng. Mô hình canh tác dưa lưới trong nhà màng được thực hiện với số lượng gieo trồng 1.600 giây trên diện tích 600 mét vuông, áp dụng tưới nhỏ giọt. Sau 3 tháng, tỷ lệ cây cho thu hoạch đạt 78%, trọng lượng bình quân đạt 1,2 kg trên quả, năng suất đạt gần 1,5 tấn. Hiện nay dưa lưới đã bắt đầu thu hoạch với giá bán lẻ loại 1 tại nhà vườn là 50.000 đồng trên ký, loại 2 25.000 đồng trên ký. Tổng doanh thu trên 63 triệu đồng. Trừ các chi phí, lãi khoảng 30 triệu trên vụ. Mỗi năm có thể canh tác được từ 3 đến 4 vụ. Qua mô hình ứng dụng trồng dưa lưới trong nhà màng cho các sản phẩm nông nghiệp chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hướng tới phát triển nông nghiệp sạch, bền vững vì chất lượng cuộc sống cộng đồng xã hội trong thời gian tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ngư dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh gặp khá nhiều khó khăn trong việc vươn khơi bám biển bởi chi phí ra khơi tăng hơn 50%, trong khi giá hải sản vẫn không tăng. Từ đầu năm đến nay, hàng trăm chiếc tàu cá, đặc biệt là tàu có công suất lớn, chỉ ra khơi từ 1 đến 2 chuyến, khiến chỉ tiêu về sản lượng khai thác hải sản trong đánh bắt khó thực hiện đạt theo kế hoạch. Ghi nhận của phóng viên chuyên đề Nghe Người Dân Nói. Dù sóng yên biển lặng và đang là mùa khai thác biển, nhưng hàng trăm tàu cá vẫn neo đậu tại cảng cá Định An và không ra khơi từ nhiều tháng nay. Lý giải về vấn đề này, ngư dân Trần Công Đức ở khóm 1 thị trấn Định An, huyện Trà Cú cho biết, gia đình đã gắn bó với nghề đánh bắt hải sản xa bờ hơn 40 năm qua. Ba người con trai của ông đang quản lý 6 tàu, công suất mỗi tàu là 380 mã lực, khai thác chủ yếu ở vùng biển hai tỉnh Cà Mau và Bà Rịa Vũng Tàu. Trước kia trong một tháng gia đình ông ra khơi 2 chuyến và thu lợi nhuận khoảng hơn 100 triệu đồng một chuyến. Tuy nhiên từ đầu năm đến nay gia đình ông chỉ ra khơi 2 chuyến nhưng đã phải chịu thua lỗ hơn 50 triệu đồng. Nguyên nhân chính do chi phí cho mỗi chuyến ra khơi tăng. Trong khi hải sản sau đánh bắt, thương lái thu mua tại cảng cá với mức giá bằng hoặc thấp hơn so với trước đây nên thua lỗ là chuyện không tránh khỏi. Là mình bây giờ là mình phải đậu chứ không bao giờ mà chạy được, bị những cái chạy nó lỗ để làm không có được, rồi nó lỗ vậy là không có kinh phí để ra. Thời từ đầu năm giờ là ra 2 chuyến, ra chuyến đầu là về, chuyến sau lỗ 40-50 triệu rồi chú nghỉ luôn. Mà bây giờ nghề biển này rất khó khăn. Cũng là một ngư dân bám biển nhiều năm, anh Phạm Hoàng Nhịn thị trấn Định An cho biết, hiện nay ngư dân nơi đây gặp khá nhiều khó khăn, trước hết là do giá xăng dầu cao khiến chi phí ra khơi tăng gấp nhiều lần. Ngoài ra, còn một cái khó nữa mà nhiều năm nay chưa khắc phục được, đó là tuyến luồng tàu vào cảng và khu neo đậu tàu để tránh trú bão đã bị bồi lắng, khiến tàu thuyền ra vào rất khó khăn. Tuy tàu của anh chỉ có công suất khoảng 45 mã lực, nhưng ra vào cảng cũng không dễ dàng. Riêng tàu lớn thì phải chờ thủy triều lên cao, và khi nhiều tàu lớn cập cảng cùng lúc thì thường bị ách tắc, ùn ứ lâu, làm giảm chất lượng hải sản. Cái luồng lạch này thì dường như là mấy năm nay là nó rất là cạn, bà con di chuyển tàu bè vô đó nó gặp khó khăn lắm, nước cạn rồi phải chờ đậu neo đậu mấy ngoài đó. Thì ở đây bà con cũng có yêu cầu là cũng như muốn cho nạo vét cái luồng lạch này nó sâu hơn, đồng thời có lợi cho dân của địa phương mình, rồi tàu bè các chỗ nó vô, các tỉnh nó về đây, thì bà con cũng mong muốn là cái luồng lạch này nó được sâu hơn. Hiện nay tỉnh Trà Vinh có trên 1.100 tàu cá với hơn 4.000 thuyền viên lao động nghề cá. 6 tháng đầu năm 2022, sản lượng hải sản giảm hơn 40% so với cùng kỳ. Riêng thị trấn Định An là địa phương có thế mạnh về khai thác biển và các dịch vụ hậu cần nghề cá. Với 100 phương tiện tàu cá đánh bắt xa bờ, 59 phương tiện khai thác ven bờ, đây là hoạt động kinh tế chính đem lại nguồn thu chủ yếu cho địa phương này. Gần đây ngư dân không thể ra khơi, kéo theo các hoạt động dịch vụ hậu cần cũng giảm mạnh. Đến nay, sản lượng khai thác biển chỉ đạt hơn 35% kế hoạch năm. Như là hiện nay là cơ sở hạ tầng ở cảng là được xây dựng từ năm 2008 mà đưa vào sử dụng năm 2022.
thì đến nay đã 10 năm, hơn 10 năm thì đang xuống cấp trầm trọng. Chẳng hạn như là những cái nhà phân loại là ở cuối đó là bị mục nát hết rồi. Những cái trụ cột là đã được sửa chữa nhiều lần, những cái nắp cống cũng được sửa chữa nhiều lần nhưng mà đã bị mục nát bể. Hệ thống cống, hệ thống phòng cháy chữa cháy nó đều xuống cấp hết. Nhưng mà đối với khả năng của cảng thì chỉ tự chủ chi thường xuyên thôi chứ không có tự chủ đến cái phần sửa chữa này. Hiện nay là có những cái khó khăn lớn nhất là cái luồng lạch ở đây là bị cạn, như là cạn, rất là cạn. Lúc mà triều xuống á, triều kẹt á là xem như là nó cái luồng hầu như là nó bị giống như cái nó cạn giống như miếng ruộng thôi. Lúc đó thì ghe tàu không thể hoạt động được. Đó là ghe tàu vào cảng này là mình phải chờ nước mà triều cường á, tức là nước lớn thì ghe tàu mới vào được. Trà Vinh có bờ biển dài 65 km với ngư trường rộng, thuận lợi nuôi trồng đánh bắt hải sản và phát triển cảng biển. Với những khó khăn hiện tại, mong rằng ngành chức năng sẽ sớm có biện pháp hỗ trợ giúp ngư dân an tâm vươn khơi bám biển để từ đó nâng cao sản lượng đánh bắt hải sản, góp phần phát triển kinh tế những địa phương có thế mạnh về khai thác hải sản nói riêng và của toàn tỉnh nói chung. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.